là một người nghệ sĩ cải lương thì nào giờ thì Lâm chỉ diễn những cái vở tuồng, những cái vai diễn mà đã tập kỹ rồi, đã tập rất là lâu trên sân khấu rồi thì mới đem ra để mà ra mắt công chúng, chứ chưa bao giờ mà Lâm phải tung hứng những cái miếng hài như vậy. Chính vì thế mà ngày hôm nay đến với Ưng Giời của đây rồi thì Lâm thấy đây là một thử thách hoàn toàn không nhỏ. Vào cái phòng nào, gặp trưởng phòng nào đối với Lâm cũng là một cái khó khăn rất là khó nuốt đối với mình. Ở thưa Lâm thì Lâm rất là hồi hộp và không biết là mình sẽ phải đóng cái vai diễn nào đây. Rất là tò mò và cảm thấy muốn bệnh. Sở trường của Lâm bên lĩnh vực sân khấu là những vai diễn anh hùng nè, những nhân vật lịch sử, hay là những chàng trai thư sinh nho nhã, hoặc là những cái vai tướng oai dũng, chứ chưa bao giờ mà Lâm được vào những cái vai mà đúng với lứa tuổi của mình, những vai mà diễn mà học sinh mà nhăn nhít là chưa bao giờ Lâm được thể hiện. Chính vì thế mà ngày hôm nay đến với Ưng Giời của đây rồi thì Lâm mong muốn rằng mình sẽ có một vai diễn nào đó mà mình vẫn giữ nguyên cái nhan sắc bụ bẫm của mình như thế này nè, để cho khán giả nhìn rõ hơn và biết rõ hơn về võ minh Lâm. Mong rằng sẽ có một vai diễn hết sức là trẻ trung và dễ thương, hiện đại nha. Một tràng vỗ tay dành cho Võ Minh Lâm. Võ Minh Lâm hóa trang cái bộ này đẹp đấy. Đây đúng là người đàn bà với những nét đẹp tiềm ẩn của đàn ông. Chắc chắn bạn sẽ vào vai một nữ rồi. Nhưng theo bạn sẽ rơi vào hoàn cảnh nào? Lần đầu tiên Lâm đến với chương trình thì cũng không biết mình sẽ làm nhân vật nào nữa. Chỉ biết mình là một cô gái thôi. Một cô gái mà có chất giọng đàn ông. Đây là đạo cụ tôi gửi bạn. Cái gì vậy anh? Bạn cứ cầm lấy. Nó sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn. Lúc nào mà khó khăn em sẽ mở này ra hả? Đúng rồi, coi như cái cẩm nang. Nhét vô. Được. Mời bạn mở cửa. Chị Ngọc Nữ đây rồi. Chạy, đợi em xuống thuyền. Cẩn thận nha em, coi chừng té. Dạ, kính thưa quý vị, ngày hôm nay đoàn sân đông mãi giọt của chúng tôi đã cập bến. Và bây giờ chúng tôi sẽ trình diễn những tiết mục nuốt rắn, nhai thang, nuốt lưỡi lam, múa vòng, lắc vòng, múa lụa, múa mông, múa đủ kiểu. Và đây xin trân trọng giới thiệu, đây là cô đào chính của đoàn hát chúng tôi, đó chính là chị Ngọc Nữ. Một tràng pháo tay thật oanh liệt. Và tiết mục đầu tiên ngày hôm nay đó chính là tiết mục múa lụa trên nền nhạc tự chọn. Xin mời múa lụa. Móc cái này là thấy bà luôn á. Vỗ tay đi nào. Xin cảm ơn tất cả. Về hết rồi, có ai đâu mà cảm ơn. Ngồi xuống chị, ngồi xuống chị. Chị Hai, nãy giờ chị Hai đâu hả? Nãy giờ chị Hai đi xuống chợ, định mua cho em ít vải, mai mấy cái áo cho em mặc. Chị em mình lên đên sông nước, có ai dòm ngó đâu mặc đồ. Em à, em nói gì kỳ vậy? Ý em nói là mình ghé bến, mình hát, mình bán thuốc, rồi xong mình lên tàu. Có ở đây đâu mà ai thấy đâu mà mặc đồ đẹp chi. Nhưng mà dù sao á, chị cũng là con gái. Nãy giờ em đâu nói chị con trai đâu. Em này, ở nhà có hai chị em mà tối ngày. Bậy rồi, nhà mình ba đứa lận. Còn đứa nữa đi mua kẹo rồi. Trời ơi, chị kỳ ghê. Nhà có ba chị em, ba má chết sớm mà không nhớ được bao nhiêu đứa. Em à, chị nói là ở nhà có hai chị em, con đứa nó đi ra ngoài rồi. Em tính vô làm chi vậy? Đừng nói đứa còn lại là con gái nha. Gái hay trai á, em biết mà, sao còn phải hỏi chị? Trời ơi, chị nói vậy, em biết, không lẽ chị không biết? Chị biết chứ. Gái hay trai nè. Cái chuyện đó, chị nghĩ là... Làm nhìn chị dữ vậy? Bộ bữa nay thấy chị lạ lắm hả? Không, em thấy chị lạ lâu rồi. Em nói vậy là sao? Nó nói là mua đồ cho nó kìa, chị mua chưa? Chị không mua có. Rồi. Chị mua gì ạ? Chị mua hai bộ đồ cho nó. Đồ giống em vậy nè. Nó là con gái mà. Thì cũng giống em vậy nè. Em con trai. Chị nhìn đi. Ừ ha. Em không nói chị không biết á. Em nói chị mới phát hiện.
Chị à, em biết chị là lo cho hai đứa em quên cả tuổi thanh xuân, không màng tới tình yêu, bị sao ba má chết sớm rồi. Rồi chị giờ chị bỏ cả cái tương lai chị lo hai đứa em, nhưng mà chị lo nghĩ vừa phải thôi. Chị nghĩ đến rồi chị quẫn trí về giới tính của em chị cũng không phân biệt được hả? Khán giả về hết rồi, diễn tuồng hoài vậy. Em à, từ ngày ba má mất sớm á, chị là người luôn thay cái cha, luôn thay cái mẹ chăm sóc cho em. Tối nào chị cũng đu chai để em ngủ hết á. Lại đây với chị. Dạ. Sao chị? Nằm xuống đây với chị nè. Dạ thôi chị, không tiện đâu chị. Sao mà không tiện? Ở đây mình còn biểu diễn nữa, người ta đi qua người ta thấy người ta tưởng ăn xin. Chờ chị chút. Mình mãi giỏ cho mình đã ăn xin chị. Chờ chị chút. Rồi, chị đóng cửa lại rồi. Em á, lớn, trổ mã, mắc cỡ phải không? Không dám gần chị phải không? Diễn ở bến đò cửa đâu đóng. Là diễn viên tôi biết tưởng tượng. Em thấy đi, có cái cửa nào đâu. À, mình giả bộ lắm chị. Giả bộ mà. Chị, bây giờ chị tưởng tượng em là diễn viên Hàn Quốc đi. Chị tưởng tượng em là Lee Min Ho. Chị là con nhỏ gì, Cho Ji Suk. Chị xúc em đi. Hả? À, chị tới chị xúc em đi. Đứng gần ghế cho nó cao cao xuống. Hả? À, Lee Min Ho, chị là Cho Ji Suk. Tới xúc em. Xúc em ha. Xúc. Chị có bị bệnh không chị? Ý em nói là chị tới chị gọi là tỏ tình đó chị. Trời đất ơi, từ nhỏ tới lớn á, chị có dám nhìn một chàng trai nào đâu mà bắt chị tỏ tình. Ủa vậy chị chưa thấy con trai ở trên bờ hả? Chưa. Đi gặp ai chị lủi lủi cắm đầu xuống đất nhìn gì không à? Đâu thấy ai đâu. Ủa chị nói thiệt luôn á hả? Ừ. Cái kiểu Hàn Quốc lãng mạn nó nhẹ nhàng. Trời ơi. Cái này làm được. Đó. Nè bây giờ chị cứ tưởng tượng em là Lim thôi. Chị là một người tới là chị bị ung thư, tới nói lời chia tay nhưng mà chị ngẹn trong lòng. Ừ. Chuẩn bị, động quang. Em nói cho chị nghe nè, hôm rày trời mưa lớn, chị không, mỗi lần mưa nước lên là nó ngập chuồng, nó vô chuồng, nó đụng lâm lỗ hết trơn á. Trời ơi, mà sao cần thiết chị phải phun mưa? Xuồng ngập, chẳng lẽ ta phải là mỹ nhân đắm xuồng sao? Không thể nào. Dạ kính thưa quý vị, bà con cô bác ghé ủng hộ chúng tôi. Chuẩn bị chúng tôi bán thuốc xoa bóp, thuốc nhức đầu, thuốc tiêu chảy, tất cả các loại thuốc chúng tôi đều chuẩn bị sẵn sàng. Hãy ủng hộ chị em chúng tôi. Xin mời. Sau đây là tiết mục gậy đập người. Gậy đập người, lấy gậy chị. Rồi. Chuẩn bị một cây thôi, đập hai cây chứ. Trời ơi. Hôm nay bộ tập gym dữ lắm hả? Em thông cảm. Mới đẻ cái là gãy liền vậy đó hả? Từ đó tới giờ chị khỏe vậy á. Và bây giờ chúng tôi sẽ biểu diễn khí công gầy đập vào người và không bao giờ bị gì hết. Tất cả chuẩn bị. Không bị da hả? Quý vị thân mến, đừng rời con mắt của quý vị. Quý vị sẽ chứng kiến màn sau đây là màn khí công vô cùng kinh khủng. Chúng tôi lưu ý quý vị, đừng thử tay nha. Chúng tôi xin lưu ý đừng thử tay nha. Bởi vì có thể gãy xương sườn bất cứ lúc nào. Và sau khi đập vào đây, chúng tôi sẽ có thuốc bán sức bầm. Quý vị thân mến, hãy nhìn đây. Hãy đập thẳng vô đây. Em ơi, đau rồi phải không em? Xức thuốc vô nha em. Bán thuốc chị, bán thuốc. Siro ho. Thuốc sức bầm. Hả? Thuốc sức bầm đi Siro ho vậy? Thuốc sức bầm. Trời em ơi, chị đang thuốc mấy anh nhìn chị làm chị mắc cỡ quá à. Mắc đâu chị? Hả?
Đau quá chị. Xức thuốc vô em. Chị ơi, xức thuốc cho em đi. Không, lấy thuốc mua, thuốc này của mình thuốc giả mà xức gì. Em quên. Đánh gì mà đánh dữ vậy? Trời ơi. Đánh gì mà đánh dữ vậy? Sao dữ vậy em? Chị đánh mà giờ chị hỏi. Trời ơi. Ủa sao ngọt quá vậy? Đồ giả, lấy thuốc của chị mà mua ở trong tiệm thuốc nam đó. Ờ bôi vô. Trời ơi, chị đánh gì mà đánh dữ vậy chị? Em bỏ đâu vậy em? Chị mua chị cất sao chị hỏi em? À, chị nhớ rồi, chờ chị một chút nha. Em thấy chị không nhớ gì. Hả? Thuốc này mùi nó kỳ quá chị. Chết. Thuốc sức ghẻ của chị. Trời ơi, chị lầy quá. Chị lấy ghế ngồi tâm sự chút chị. Ừ. Em lấy đi. Sao hồi xưa ba má đặt chị Ngọc Nữ vậy chị? Khi mà mới sinh ra, da chị trắng như tuyết, môi chị đỏ như son, và lông mi chị dài, dài tới cổ. Chứ lông mi nào dài tới cổ? Lúc đó chị mới đẻ, chị không biết, nghe ba mẹ kể lại thôi em à. Rồi sau đó đó ha, tại thấy chị đẹp quá, nên đặt tên chị là Ngọc Nữ. Chị, hả? Không lẽ chị tính vậy hoài chị? Không lẽ mình cứ đi lang bạc thì mình phải lên bờ với chị? Lên bờ làm gì em? Lên bờ sống như bao con người khác chứ không lẽ mình cứ ở trên xuồng hoài. Ba má chết đã thả trôi sông rồi, không lẽ cuộc đời mình chị em mình chết cũng thả trôi sông luôn hả? Thôi thì ở nhà có một mình ơn em là đàn ông con trai à. Những chuyện lớn nhỏ trong nhà em cứ tự quyết định đi. Không được, em sao quyết định được? Chị là lớn nhất chị phải quyết định chứ. Chị cũng muốn lên bờ lắm. Lên bờ á, có quần áo đẹp nè, có người qua kẻ lại nè, rồi cuộc sống của chị em mình nữa cũng đỡ vất vả hơn nữa. Mỗi ngày nhìn thấy hai đứa nhỏ, cơm không đủ no, cho nên... Sao chị đừng khóc em mũi lòng chị? Mỗi lần nhắc tới là... Chị đói bụng quá. Đói bụng hả chị? Ờ. Sao chị đâm ban quá chị? Thôi bây giờ không nói chuyện nữa, để em đi kêu con Út về. Nó đi mua bánh tới đầu nãy giờ qua tùm lum rồi, sợ nó bị lạc. Nè, dạ, nhớ chị. Mua cho chị hai cái bánh giò, ba cái bánh bánh ít, với 5 củ khoai lang, với nải chuối, với một miếng thịt heo nha. Uống nước xong đỡ đi chị. Nữ em. Ai vậy? Ai vậy? Tại sao bước vào nhà của nữ? Bà đây. Đừng thấy gái đẹp hay sao? Biết cái gì? Cái gì vậy? Đứng lại đó. Ông mà bước tôi sẽ quyên sinh. Trời đất ơi, bị gì vậy? Bà thấy không? Cứ đi theo trên ghe đóng tuồng riết là cứ quen cái tánh vậy, bỏ xuống đi. Đừng có giỡn. Ông lại. Bà đây. Ngồi xuống đây. Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Đi giỡn hoài à. Nắm tay này luôn đi. Anh biết là em giỡn mà, phải không? Không có giỡn. Em thiệt á. À, nè. Em khỏe không? Khỏe. Ừ. Thấy gì không? Thấy. Vậy còn hỏi. Em à. Ừ? À, anh có về anh nói chuyện với ba má anh rồi. Nói chuyện ba má bỏ tay xuống. Cái gì vậy? Anh với em còn lại gì nữa, sao em hoài à? Chưa đám cưới mà. Bây giờ còn ngại anh nói đi. Ừ. Anh có về anh nói chuyện tụi mình rồi. Ừ. Ba má đồng ý. Hả? Nha. Đồng ý là cho tụi mình làm đám cưới. Thật hả anh? Nhưng mà em phải chấm dứt cái cuộc sống trên ghe đi. Theo anh lên bờ nghe. Nhưng mà tại sao vậy? Lấy chồng thì phải theo chồng chứ, lẽ em cứ đi. Anh ơi, nghe em nói nè. Cái công việc trên xuồng, trên ghe là công việc mà cha mẹ em để lại đã mấy đời rồi anh à. Anh biết rồi, nhưng mà em lấy chồng là em phải theo anh. Anh sẽ lo cho em hết, em yên tâm nha. Dẫu biết rằng xuất giá là phải theo chồng, nhưng em không thể nào phụ rể lòng kỳ vọng của cha mẹ được. Em không thương anh hả? Thương. Em thương anh nhiều lắm. Thương mà nãy giờ anh vô em không hôn anh gì hết trơn á trời.
Hung Thi nè. Anh ơi, nhìn từ xa kìa anh. Sao? Có cái người mặc áo trắng đó anh. Sao? Họ cứ nhìn em bằng cặp mắt nảy lửa. Em sợ. Áo trắng nào? Đó, áo trắng, áo trong màu đen á. Ôi trời ơi, cái ông nó lộng đạo tì mà lo cái gì? Vậy hả? Trắng đen em lo cái gì anh? Thấy chưa? Nó lo ông đạo tì. Anh nói sao em nghe vậy? Vậy nha. Ai đây em? À, dạ. À, em của em. Ồ. Em. Anh nè. Anh Giang đi. Anh là Giang, là người yêu của chị hai của em nè. Em à. Sao vậy? À, à. Ủa em không có nói gì về anh cho với em của em hết à? Em làm gì vậy em? Gì vậy? Gì vậy em? Em ơi, bình tĩnh mà nghe chị nói nè em. Hai đứa làm gì mà Cái gì vậy? Anh ơi, coi bộ tình hình không ổn rồi anh ơi. Cái gì mà không ổn? Mình yêu nhau mà em bị sao em? Kỳ quá. Dạ anh biết không, tại vì nào giờ á, chỉ có một mình em san sẻ tình thương cho tụi nó à. Bây giờ là san sẻ thêm cho anh nữa. Tụi nó. Em biết không, em là mối tình đầu của anh. Chú. Chú. Chú biết đây là đoàn gì không? Đây là đoàn Mãi Võ Sơn Đông về bán thuốc. Anh ơi, tụi nó muốn anh mua thuốc đó. Nè, anh mua hết cho tụi nó đi anh. Chính xác. Anh mua hết. Tiền đâu anh? Hả? Tiền á anh. Chết rồi, anh đi nãy gấp quá anh để. Dạ không được. Không sao, lấy những thứ làm chữ tính em ha. Chị, cái đó gọi là cướp đó chị. Cởi ra đi anh. Cái gì vậy? Cởi ra đi anh. Trời ơi, hiểu anh em ơi. Dạ, em biết hiểu nên em mới lấy đó. Lấy ra vậy, lát anh đi về sao? Dạ. Ôi xin anh không à. Đất đi Út. Hai chị. Người yêu. Tình yêu đầu đời của anh đây. Tình yêu đầu đời của em. Ừ. Nghe nghe em chừng nó lớn. À tóc giả anh. À bậy. Làm hết hồn à. Chị. Hả? Chị. À quên, có tụi nhỏ mà anh làm gì kỳ vậy? Chị lấy ổng hả? Không. Chị lấy chị... ổng hả? Trời ơi. Em ơi. Dạ, chị đến mua thuốc hả chị? Anh ơi mua thuốc sao nhanh. Thuốc này để bán cho chị này nè. Em ơi. Anh ơi, chị ơi rẻ lắm chị. Em. Dạ em bán thuốc chị, em bán thuốc. Em dễ thương. Dạ em dễ thương mà ai cũng nói vậy hết đó chị. Em dễ thương lắm chị ơi. Em dễ thương thiệt đó. Dạ em dễ thương thiệt mà. Mày dám vô cái lòng tao hả? Hả? Ai còn cười với tao? Ai còn nói dễ thương hả? Chị dùng cái thứ trôi sông lạc vợ như mày, không cha không mẹ, em dám giật chồng ta hả? Chị ơi, chị ơi chị, bình tĩnh chị. Em trôi trên thuyền chứ không phải trôi sông lạc vợ. Dám trả chị với tao nữa hả? Hả? Chị. Ông nữa. Sao đánh người yêu em? Ba má dặn là trông cho đàng hoàng, tự nhiên vợ chị đi cướp chồng người ta vậy. Em ơi, chứ không phải đâu. Không phải cái gì mà không phải. Tôi nghi ngờ mấy bữa nay rồi nha. Bữa nay tôi bước lại đây tôi mới thấy tận mặt, hồi nãy còn ôm ấp nhau nữa mà. Trời hả? Không phải cái gì? Anh nói gạt em. Gạt cái gì? Cướp chồng người ta mà gạt gì nữa. Chị đi lắm luôn đi, để chiếc tiền lại cho em. Bỏ thuyền bỏ đường, nhưng mà bỏ hết em làm sao chị bỏ được. Chị cứ bỏ đi, tụi em tự lo. Thôi mà em, em còn nhỏ lắm, làm sao có thể tự lo được. Em lo được chứ. Em à, những ngày tháng chị bỏ lên trên bờ đó chị nhớ không? Chị không nhớ, nhưng em nhớ. Em à, chị bỏ đi rồi, mỗi ngày ai tắm rửa cho em? Bậy rồi. Khi màn đêm bắt đầu buông xuống trên dòng sông là cũng lúc em hòa mình vào dòng nước. Anh định tự giận hả? Tâm. Trời đất, làm chị hết hồn à. Em à. Nhưng mà tại sao? Hả? Khoan. Để người ta nói chuyện với em người ta trước khi đã. Rồi muốn đánh muốn giết gì thì từ từ mà đánh. Em à. Trời ơi, tự nhiên tôi vô đánh ghen bắt tôi coi tình tỉ muội vậy. Em ơi. Em ơi, vừa khóc vừa cười người ta nói là cái gì em biết không? Tại sao em vừa khóc lại vừa cười? Em cười hồi nào? Em mới cười đó rồi em. Em cười cho sự đời trái. Em ơi, tại sao ba má dặn là sống cho đàng hoàng, sống cho ngày thẳng? Chị mê cái ông này làm gì? Chị bỏ hai đứa em ở đây làm gì? Em ơi, em bình tĩnh đi. Chị trả lời đi, tại sao chị nỡ mê một người đàn ông thì bỏ hai đứa em? Đứt ruột hai đứa em.
Em à, em nghe anh giải thích nè. Cũng chỉ vì cái mục ruồi này nè. Trời ơi, giờ chỉ vì cái mục ruồi này mà tôi chết lên chết xuống nè trời. Bây giờ chị tin đi. Bây giờ chị đi theo ông. Em sẵn sàng chấp nhận. Nói đi không ai. Cái chương trình này người ta cần nói chứ phải cần khóc. Em à, tình yêu có lý lẽ có riêng nó em à. Nhưng mà em là ruột thịt, em là máu mủ. Ba má chết giận là chị phải lo dài đi em. Đúng rồi. Em tôi nói đúng. Em bình tĩnh đi. Anh đã lừa gạt tôi. Lừa gạt tình cảm của tôi. Anh không có lừa gạt em. Anh đã xúc phạm đến trái tim của tôi. Anh thương em thiệt tình mà. Một trái tim đau. Giờ đây còn hát nữa. Nói cũng không cho sống, không cho hát cũng không được nữa. Và chắc chắn quý vị và các bạn cũng đã có những tiếng cười rất là sảng khoái. Còn bây giờ xin mời giám khảo Hoài Linh. Trước tiên cảm ơn Trường Giang, cảm ơn anh Chí Tài, Buka và bé Khánh Nhi. Thật sự ra thì tình huống này tôi thấy là nó khá là thú vị. Bọn mình làm xử lý tình huống rất là tuyệt vời. Cái thứ nhất là người ta bắt em múa lụa. Và em cũng dùng những cái bộ sở trường của mình để em làm. Kể cả cái lúc em cầm cái cây lên em chuẩn bị đánh Giang cũng vậy. Dạ. Em bất chấp em là phụ nữ mà. Em đứng là coi như là không phải dạng vừa đâu đó. Còn về cái bắt chụp của em nó rất là nhanh. Nó nhanh đến cái độ mà anh không nghĩ là em lại suy nghĩ ra cái điều mà nhanh như vậy. Khi mà Trường Giang vào bắt gặp em và anh Tài. Rồi Trường Giang nói cái vụ bán thuốc đó là em chụp vô liền. Rồi anh Tài nói không có tiền là em tháo kiến tháo dài lại. Trưởng phòng đưa ra một cái tình huống nào em đều giải quyết một cách rất là ngọt ngào. Anh ta cho đây là một cái tiết mục rất là thú vị. Đúng không ạ, quý vị? Cảm ơn Võ Minh Lâm. Dạ, cảm ơn anh.